nay trời đẹp quá ha. Đã vậy còn có gió nữa, mát ghê. Hả? Nè, Nono nè, sao bạn dám làm điều này? Hết hồn rồi phải không? Giờ ai mà thèm chơi mấy cái trò trẻ con đó nữa. Bạn ấy làm mình sợ quá. Bạn yên tâm đi, chắc chắn bạn ấy sẽ té cho mà coi. Cho chừa cái tội bày trò chọc phá tụi mình đi. Các bạn ơi, nhìn mình nè. Tóc của bạn đẹp thiệt đó. Hôm qua mình với mẹ đã đến tiệm làm tóc nổi tiếng để làm. Và tóc của mình như biến thành một bông hoa xinh đẹp. Trời đất ơi, vậy thì bạn nên cẩn thận với mấy con ong đi nha. Bởi vì mấy con ong hay có thói quen đi tiệm hoa để hút mật lắm đó. Hả? Bạn ganh tị thì có việc nói đại ra đi, mắc câu làm gì. Hồi nãy bạn nói Đôn Đôn sẽ bị té, ngay lập tức bạn ấy té liền. Rồi tớ Ân Huân cũng bị ông với chị té khói luôn. Vậy thì sao chứ? Ý mình là mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì bạn nói á. Đúng thiệt ha. Chắc là mình hên thôi. Không phải vậy đâu. Mọi chuyện đều xảy ra chính xác y như lời của bạn nói luôn. Nhưng mà mình chỉ nói những điều mình nghĩ ra thôi à. Có khi nào bạn mang trong người năng lực nhìn thấy trước tương lai không cha Đôn? Có thiệt không vậy? Vậy tụi mình làm một bài kiểm tra nho nhỏ đi, để coi có phải là mình biết trước được tương lai hay không. Chuẩn bị nha, hãy chuyển màu cho ta. Đèn giao thông đổi màu rồi kìa. Mình làm được điều đó thiệt hả? Chắc chỉ là trùng hợp thôi à. Một hai lần thì không nói, đến mức này thì không còn là trùng hợp thôi đâu. Ê, cái tòa nhà đó nếu xảy ra chuyện lớn tới mức phải phá sản thì mình mới tin là mình có siêu năng lực đó Minchi. Nhưng tòa nhà đó lớn quá mà, nếu có chuyện thật thì đáng sợ quá à. Chuyện như vậy làm sao mà có thể xảy ra được. Cũng đúng ha. Không phải chứ, tập đoàn Hanjun Group vừa tuyên bố phá sản sao? Sao có thể được? Đó chính là tòa nhà hôm qua mình thấy. Trà Đu đang đúng chuyện đó rồi. Rồi dễ. Làm sao bài tập? Làm sao đây? Mình quên làm bài tập cô giao về nhà rồi. Chưa bao giờ mình đản trí như vậy hết. Minh Chi mà cũng quên làm bài tập sao? Nhưng mà thật sự có bài tập đó hả? Coi cậu kìa. Bạn làm bài tập chưa vậy? Hôm nay mình cố tình không làm đó. Bạn nói vậy là sao hả? Cố tình không làm bài à? Vì hôm nay có vẻ cô giáo sẽ không kiểm tra bài cũ đâu. Có phải bạn đã thấy trước chuyện này giống như hôm qua không hả? Không biết có đúng hay không nữa, nhưng mà mình thực sự đã có suy nghĩ này ở trong đầu. Cô vô kìa. Cô vô, tới vô lại trật tự đi. Nào cả lớp, hãy mở sách ra. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của những từ ghép với từ dan. Cô đã viết lên bảng rất nhiều từ ghép với từ dan, các em nghĩ còn từ nào không? Khi ghép từ này với từ kia chúng ta lại có một từ mới. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi. Thấy chưa, cô thật sự không kiểm tra bài cũ. Không cần nghi ngờ gì nữa, bạn thật sự là nhà tiên tri đó. Mình hả? Có thiệt không nhở? Nè, cho cha Đu, sao bạn đoán được vậy? Hay thiệt chứ, bạn ấy nói chúng y chóc luôn. Đúng rồi đó, cho mình đó. Yeah.
bạn ấy còn đuổi theo không hả Minji? Không có, hình như mọi người về nhà hết rồi. Bạn hãy nói thiệt đi, tụi mình ở đây đợi bạn mấy giờ nè? Còn có thời gian ăn kem nữa nè. Không có đâu nha. Mình đã đứng ở đây đợi bạn ấy trước các bạn nữa kìa. Mọi chuyện thật sự sẽ xảy ra như những gì bạn đã nói đó hả? Tất cả đều là thật luôn. Mặc dù không muốn tin nhưng đúng là Shadow có thể nhìn thấy được tương lai đó. Lúc bạn đoán đúng chuyện cô không kiểm tra bài tập, nói thiệt là mình đã nổi da gà khắp người luôn á. Mình mới là người nên nổi da gà đây nè. Ngày mai tụi mình vẫn còn phải học tiết đó có đúng không? Tuy là bây giờ không biết lời bạn nói thật hay giả, nhưng mà làm gì có chuyện đoán không sai chứ. Tất cả đều đúng hết trơn, vì mình luôn ở bên bạn ấy mà. Shadow à, nếu bây giờ bạn chịu trả lời tụi mình, ngày mai lên lớp mình sẽ làm cho các bạn ấy không làm phiền bạn nữa. Đúng đó, đúng đó. Bạn hãy giúp tụi mình đi Shadow, một lần thôi cũng được. Mình năn nỉ bạn đó, Shadow à, Shadow à. Các bạn nói thiệt không? Đương nhiên. Vậy cũng được. Mình luôn có cảm giác không tốt mỗi khi Jun xuất đi trên đường. Bạn phải luôn cẩn thận với nước đó. Thiệt tình, trên đường làm gì có nước chứ. Nếu vậy thì phải cẩn thận cái gì? Vậy là Shadow nói đúng rồi. Mình cũng cảm thấy lo lắng cho Đôn Đôn lắm. Bạn nhớ cẩn thận khi ăn uống nha. Nếu không chú ý thì nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó cho coi. Ý Shadow là phải cẩn thận với bầu trời trong xanh này sao? Có vẻ cũng không đáng tin cho lắm. Gì vậy? Không lẽ cây kem lúc nãy có vấn đề gì sao? Anh Huy cũng phải cẩn thận đó, nhất là mấy thứ như kim nhọn. Nếu không nhất định sẽ có rắc rối. Đừng nên chủ quan nha. Kim nhọn sao? Mấy cái kim nhỏ nhoi đó thì sao phải sợ? Những gì bạn ấy nói đều lần lượt xảy ra hết. Được rồi, đã kết thúc chuỗi ngày tiên đoán. Từ giờ mình không nói gì nữa. Nhưng Shadow đã đoán sai một chuyện. Đó là chuyện bạn ấy tiên đoán với mình không hề xảy ra. Cho nên Shadow không phải là một nhà tiên tri. Trật tự, sao ồn quá vậy? Là Shadow đó cô. Bạn ấy nói mình biết trước được những chuyện tương lai, nhưng mấy chuyện bạn ấy nói đều sai hết trơn à. Là Shadow sao? Con người làm sao có thể biết trước được chuyện tương lai chứ? Các em đến trường là để học chứ đâu phải là để lừa dối bạn bè. Nhưng mà em đâu có lừa gạt gì đâu. Thì ra Shadow không phải là nhà tiên tri mà là tên lừa đảo. Được rồi, được rồi. Nè các em, ngày mai là ngày gì vậy? Dạ, là ngày đi cắm trại. Chính xác, các em nhớ tốt lắm. Cô nghe dự báo ngày mai trời sẽ lạnh, cho nên các em nhớ mặc áo dày để giữ ấm nha. Bạn bớt giận đi, để dành tâm trạng ngày mai đi cắm trại nha. Minji ơi. Chào Shadow. Nhưng mà sao bạn lại mang theo dù vậy? Mình thấy hôm nay trời cũng rất đẹp mà. Tự nhiên mình muốn mang theo thôi à. Trong cặp của mình còn có áo mưa nữa đó. Tụi mình đi thôi, coi chừng trễ đó. Được rồi. Chụp nè. Ủa, cô nhớ dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay trời mưa đâu. Đã. Cô ơi cô, mau nhìn bên kia kìa. Ôi trời ơi. Là Shadow. Nếu dự báo thời tiết không thông báo trời mưa, vậy sao bạn ấy biết để mang những thứ đó vậy? Hình như bạn ấy thật sự có năng lực của một nhà tiên tri đó cô. Trên đời này không có ai dự đoán được tương lai hết. Tất cả chỉ là chuyện trùng hợp. Có lẽ vì trận mưa ngày hôm qua nên Ân Huy đã bị cảm rồi, cho nên hôm nay em ấy sẽ không đi học. Shadow à, lát nữa em lên văn phòng gặp cô nha. Dạ, một mình em hả cô? Chị đang làm cái gì vậy?
sao từ nãy giờ cứ đâm đâm chỗ đó hoài à? À, hôm gì chị không tìm được ven cho nên hơi lâu một chút. Không lẽ chị là thần tập sinh? Không phải, chị làm y tá cũng lâu rồi. Shadow nói mình phải cẩn thận với kim nhọn chính là cái này sao? Trời Shadow, tất cả là tại bạn đó. Cô ơi cô, em sẽ không đoán bậy nữa đâu. Nhưng thật ra em chỉ nói những gì em nghĩ thôi. Hoàn toàn em không có ý lừa dối gì mọi người. Shadow, hãy nghe đây. Dạ thưa cô. Trong năm nay vận may của cô như thế nào hả? Shadow à, bây giờ sức khỏe của ba cô không được tốt lắm. Ông ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Chắc là không nguy hiểm đâu đúng không? Còn nữa nha, dạo này giá nhà lên liên tục. Em tiên đoán thử xem cô có nên mua một căn hay không hả? Hay là cô nên đầu tư cổ phiếu? Mà nếu như mua cổ phiếu thì mình nên mua loại nào sẽ có giá hơn hả em? Còn nữa nha, cô nghe nói là năm nay á trường mình sẽ bình chọn giáo viên giỏi. Em thử tiên đoán xem cô có được danh hiệu thi đua hay không? Tới cô mà cũng như vậy sao? Sha la 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 la, oh, 내 가슴속.